Cạnh huyền là một cạnh đặc biệt trong tam giác vuông, có rất nhiều bài toán khó xung quanh việc tìm độ dài cạnh huyền khiến bạn suy nghĩ. Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về cạnh huyền trong tam giác vuông. Và mình sẽ bật mí 3 cách giúp bạn tính được cạnh huyền một cách nhanh nhất. Hiểu nhanh. Cạnh huyền của tam giác vuông là cạnh đối diện với góc vuông. Hai cạnh kề với góc vuông là hai cạnh bên hay còn gọi là cạnh góc vuông. Cạnh huyền luôn lớn hơn hai cạnh góc vuông. Tâm đường tròn ngoại tiếp đi qua ba đỉnh của tam giác vuông chính là trung điểm cạnh huyền. Ví dụ, xét tam giác vuông ABC vuông tại A. Cạnh AB và AC là cạnh góc vuông. Cạnh BC đối diện góc vuông A và được gọi là cạnh huyền. Cạnh BC luôn lớn hơn AB và lớn hơn AC. Gọi trung điểm cạnh huyền BC là M. Lúc này, M chính là tâm đường tròn ngoại tiếp đi qua ba đỉnh ABC và MA bằng MB bằng MC. Vì thế ta có độ dài đường trung tuyến kể từ đỉnh góc vuông bằng một nửa cạnh huyền. Tam giác ABC được gọi là tam giác vuông cân khi AB bằng AC. Cách tính cạnh huyền tam giác vuông. Cách 1, cạnh chúng ta thường xuyên sử dụng nhất để tính cạnh huyền hoặc cạnh góc vuông là định lý Pythagore. Xét tam giác vuông ABC vuông tại A, chiều dài các cạnh BC, AC, AB lần lượt là A, B, C. Theo định lý Pythagore ta có công thức A bình bằng B bình cộng C bình. Từ công thức này ta có thể tính được cạnh bất kỳ tam giác vuông khi viết hai cạnh còn lại. Trong đó cạnh huyền A sẽ bằng căn bậc 2 của tổng B ngũ 2 cộng C ngũ 2. Định lý Pythagore được sử dụng rất nhiều trong các bài toán chương trình phổ thông hiện tại, nên các bạn cần nắm rõ để áp dụng giải các bài toán sau này. Cách 2. Sử dụng định lý sin để tính cạnh huyền. Định lý sin được áp dụng trên tất cả các tam giác. Ta có A chia sin A bằng B chia sin B bằng C chia sin C. Góc A bằng 90 độ nên sin A bằng 1. Vậy cạnh huyền A bằng B chia sin B bằng C chia sin C. Cách 3. Sử dụng công thức tính cốt để tính cạnh huyền. Ta xét tam giác vuông như hình vẽ. Cốt góc B bằng C chia A suy ra cạnh huyền A bằng C chia cốt B. Tính cạnh huyền trong tam giác vuông cân. Tam giác vuông cân có chút đặc biệt hơn một chút. Xét tam giác vuông cân tại A, H là trung điểm cạnh huyền BC. Từ đó ta có thể nhận ra những thông số sau: AB bằng AC, góc B bằng góc C bằng 45 độ, HA bằng HB bằng HC, AH vuông góc với BC. Từ những dữ kiện này áp dụng 3 cách trên bạn sẽ tìm được ngay cạnh huyền BC sẽ bằng căn bậc 2 nhân cạnh bên. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hữu ích cho mình một like, một lượt đăng ký, bình luận câu hỏi của bạn bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Xin chào và hẹn gặp lại. Cạnh huyền là một...